Victor Volodymyr xin chào tất cả các bạn. Những tháng gần đây, xung đột giữa Nga và Ukraine đang ngày một leo thang. Nguy cơ một cuộc chiến tranh là hoàn toàn có thể xảy ra. Theo các chuyên gia, cán cân sức mạnh quân sự giữa Nga và Ukraine không thay đổi đáng kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng Donbass vào năm 2014. Dù trên thực tế, quân đội Ukraine đã mạnh hơn rất nhiều. Vậy hiện tại, sức mạnh quân sự của hai quốc gia này ra sao? Mời các bạn đến với video này của chúng tôi để so sánh sức mạnh quân sự giữa Nga và Ukraine. Nhưng trước khi đến với nội dung chính của video, các bạn đừng quên đăng ký kênh để đồng hành cùng chúng tôi trên mỗi hành trình. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đi so sánh về mức chi tiêu cho quân sự. Năm 2018, mặc dù Nga chi 61,4 tỷ đô la vào quân sự, giảm 3,5%, nhưng nước này vẫn đang đứng thứ 6 trên thế giới. Năm 2019, chi tiêu quân sự của quân đội Nga thậm chí chỉ còn 43 tỷ đô la Mỹ. Con số này còn thấp hơn những quốc gia chiếu dưới như Ấn Độ hay Ả Rập Xê Út vào khoảng 60 tỷ đô la Mỹ. Điều này tưởng như là điều không tưởng đối với một cường quốc quân sự truyền thống như Nga. Tuy nhiên, con số trên vẫn gấp nhiều lần của Ukraine. Chi tiêu quân sự của Ukraine đã tăng 21% lên 4,8 tỷ đô la Mỹ vào năm 2018. Tuy nhiên, chi tiêu quân sự của Ukraine và một số nước Trung Đông và Đông Âu tăng mạnh trong năm 2018, được xem là một động thái để đối phó với thách thức thường trực từ Nga. Tuy nhiên, với nguồn ngân sách quân sự hạn chế, Nga vẫn sử dụng hiệu quả, không tìm cách cạnh tranh với NATO về sức mạnh quân sự thông thường, nhưng ít nhất, Nga phải đảm bảo an ninh quốc gia của mình. Do đó, họ tập trung toàn lực để phát triển vũ khí phi đối xứng, cũng như vũ khí cấp sát thủ, có thể điểm huyệt đối phương. Theo thông tin mới nhất của hãng thông tấn Sputnik của Nga, vào năm 2021, các lực lượng vũ trang Nga đã nhận được gần 3.500 trang bị mới và 2/3 ngân sách quốc phòng sẽ được dùng để mua vũ khí mới, cũng như nâng cấp vũ khí hiện có. Điều đáng nói là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga trước đó đã tuyên bố, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Nga đã phải cắt giảm gần 10% ngân sách quốc phòng kể từ năm 2021 đến năm 2023. Nhưng hiện tại, có vẻ như kế hoạch thay thế trang bị mới của quân đội Nga vẫn chưa bị ảnh hưởng lớn bởi việc cắt giảm ngân sách. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi so sánh về chỉ số sức mạnh. Với Nga, chỉ số sức mạnh năm 2021 là 0,0791, trong đó năm 2020 là 0,0681, đứng thứ hai thế giới. Trong khi đó, Ukraine chỉ số sức mạnh năm 2021 là 0,4396, tăng 2 bậc so với năm 2020 với 0,4457, đứng thứ 25 thế giới, sau Việt Nam một bậc. Trong khi Việt Nam xếp thứ 24 với chỉ số sức mạnh là 0,4189. Về số lượng binh sĩ, theo số liệu từ Bộ Quốc phòng Ukraine, hiện quân đội nước này có khoảng 255.000 binh sĩ, dự bị động viên là khoảng 900.000 người. Con số này quá khiêm tốn với hơn 1 triệu quân nhân có biên chế thường trực, nhưng lực lượng dự bị lại gần 2 triệu người của Nga. Đấy là còn chưa kể rất nhiều binh sĩ của Ukraine có gốc là người Nga. Nhìn chung, so về mặt con người thì Nga vẫn cứ ăn đứt Ukraine. Về số lượng xe tăng, hiện nay trên thế giới, Nga, Mỹ và Trung Quốc là ba quốc gia có số lượng xe tăng lớn nhất. Theo thống kê, quân đội Nga hiện đang sở hữu số lượng xe tăng nhiều nhất trên thế giới, với khoảng 21 đến 22.000 chiếc. Bao gồm cả các loại xe tăng ngoài trang bị, Mỹ xếp thứ hai với 9.125 chiếc. Số lượng xe tăng của quân đội Nga hiện đã lên tới hơn 20.000 chiếc, gồm có 14.000 chiếc T-72, T-80 và T-90. Số còn lại là các thế hệ cũ hơn. Cùng với đó, Nga còn có khoảng 8.000 xe tăng T-55, T-62 và T-64, trong đó nhiều nhất là T-55. Đây là mẫu xe tăng thuộc thế hệ thứ nhất, được Nga sản xuất sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Hiện vẫn còn khoảng 2.800 xe tăng T-55 có thể sử dụng. Tiếp đó là xe tăng T-64, với khoảng 2.300 chiếc. Các xe tăng T-62 đã được quân đội Nga đưa ra khỏi trang bị vào năm 2011. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 1.600 chiếc có khả năng tái sử dụng khi cần thiết.
Trong khi đó, Ukraine chỉ có 2.430 xe tăng. Vâng, với con số gấp 9 đến 10 lần như thế này, thì cứ lấy sắt mà đè nhau thôi đúng không các bạn? Đó là còn chưa kể rất nhiều chiếc xe tăng của Nga đứng đầu về công nghệ trên thế giới, chẳng hạn như T-14 Armata. So với số lượng xe tăng thì Mỹ còn chưa có cửa để so với Nga chứ đừng nói đến Ukraine. Về hải quân, một phần sức mạnh lớn hải quân Ukraine mất về tay Nga sau khi Nga sáp nhập Crimea. Trong khi đó, hạm đội Biển Đen của Nga cũng có hàng chục tàu chiến. Hiện tại, hải quân Nga có hơn 600 tàu chiến các loại. Trong khi đó, Ukraine chỉ có 25 chiếc, một sự chênh lệch cực lớn. Về số lượng máy bay, hàng chục máy bay Ukraine về tay Nga khi Nga sáp nhập Crimea. Và cho dù số máy bay này còn trong tay Ukraine, thì cũng không có sức chiến đấu. Nga hiện đang vận hành 4.163 máy bay và trực thăng quân sự. Con số này chiếm 8% phi đội máy bay và trực thăng quân sự trên thế giới. Số lượng máy bay mà quân đội Nga đang vận hành chỉ đứng sau Mỹ. Quốc gia có số lượng máy bay lên tới 13.266 đơn vị, chiếm 25% lượng phương tiện bay phục vụ trong quân sự của thế giới. Theo thống kê, hiện tại Nga đang vận hành nhiều nhất hai loại tiêm kích trong biên chế, đó là tiêm kích Su-27 và Su-30, với số lượng là 1.067 chiếc. Số lượng này chiếm 7% tổng lượng tiêm kích trên khắp thế giới. Tuy nhiên, con số nói trên của Su-27 và Su-30 vẫn thua kém một bậc so với loại chiến đấu cơ đông nhất thế giới, tiêm kích F-16. Loại chiến đấu cơ này hiện đang có tổng cộng là 2.280 chiếc, chiếm 16% tổng số chiến đấu cơ đang hoạt động trên khắp hành tinh. Nếu chỉ xét riêng các loại máy bay chiến đấu, không tính vận tải cơ, máy bay trinh sát, do thám, tiếp nhiên liệu, Nga vẫn đứng thứ hai thế giới với 1.616 chiếc trong biên chế quân đội. Trong khi đó, tổng số máy bay chiến đấu của Ukraine chỉ vào khoảng 170 chiếc, trong đó 17 chiếc Su-27, 21 chiếc MiG-29 Full Groom, một loại máy bay chiến đấu chiến thuật tầm ngắn tương tự như F-16, 13 chiếc Su-25 Frogfoot tấn công mặt đất, 12 chiếc máy bay ném bom siêu thanh Su-24, 46 chiếc máy bay huấn luyện L-39. Ngoài ra, Ukraine cũng có một số máy bay vận tải hạng nặng, máy bay và trực thăng do thám. Qua con số trên có thể thấy, nếu so về số lượng máy bay, thì Ukraine rõ ràng chiến đấu với Nga chẳng khác nào lấy trứng chọi đá đúng không các bạn? Từ năm 2014, mặc dù Ukraine đã chú trọng cải tiến quân đội, nhưng vẫn không thể so sánh được với Nga về sức mạnh hỏa lực, về khí tài và chi tiêu quân sự. Về vũ khí hạt nhân, sau khi tách ra khỏi Liên bang Xô Viết vào đầu thập niên 1990, Ukraine giữ 5.000 vũ khí hạt nhân, trở thành nước có kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba trên thế giới chỉ sau Nga và Mỹ. Tuy nhiên, Ukraine thiếu công nghệ để sử dụng số vũ khí này, cũng như thiếu quỹ để bảo dưỡng chúng. Thời gian qua, để duy trì quan hệ hòa bình với Nga, Ukraine đã chuyển giao cho Nga phần lớn số vũ khí hủy diệt hàng loạt và tiêu hủy số còn lại đổi lấy các khoản hỗ trợ. Quan hệ giữa Ukraine và Nga dao động lên xuống trong những năm tiếp theo, đặc biệt là xuống thấp sau khi Tổng thống Viktor Yanukovych thất thế trong cuộc đua Tổng thống Ukraine vào năm 2014 và Nga sáp nhập, đưa quân đến Crimea, cũng như ủng hộ phe ly khai ở miền Đông. Vì không còn sức mạnh ngăn chặn hạt nhân và sức mạnh quân sự thông thường lại hạn chế, quân đội Ukraine không đủ sức chiếm lại Crimea và rất vất vả chống phe ly khai ở miền Đông. Dù có sự hỗ trợ của các cố vấn quân sự Mỹ và các lực lượng quân dân địa phương Ukraine huy động được. Trong khi đó, tổng số đầu đạn hạt nhân chiến lược được triển khai ở Nga là 1.456. Trong những năm gần đây, chủ trương quan trọng của Nga trong lĩnh vực tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ mặt đất là sáng tạo cái mới trên cơ sở tận dụng và cải tạo cái cũ. Và một số loại tên lửa mới đã được ra đời, như tên lửa bội siêu thanh Avangard đã được đưa vào hoạt động từ tháng 12 năm 2019. Ngoài ra, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat với đầu đạn nặng tới 10 tấn
và có khả năng phát động các cuộc tấn công khắp hai cực Bắc và Nam, hiện cũng đang được thử nghiệm. Ngoài ra, lực lượng tên lửa chiến lược Nga đang được trang bị nhiều vũ khí hạng nặng, bao gồm các hệ thống tên lửa Tupolev và JAS với ống phóng silo và bệ phóng di động. Các tàu ngầm chiến lược hạt nhân thuộc dự án 955 và 955A được trang bị tên lửa chiến lược Bulava. Theo các nguồn tin, việc nghiên cứu và phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thế hệ mới có tên gọi là KET của Nga sẽ được bắt đầu vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Tên lửa liên lục địa mới sẽ thay thế những hệ thống JAS vào năm 2030. Hệ thống tên lửa mới có cả phiên bản phóng di động và cố định. Một thông tin quan trọng nữa là tên lửa đạn đạo liên lục địa UR-100N, UTTKH. Tên báo cáo của NATO là SS Cisneto, vốn là thiết bị bay mang phương tiện lướt siêu thành Avangard, sẽ được kéo dài thời gian phục vụ thêm 3 năm. Trên thực tế, Nga đang tiến hành quá trình thay thế các tên lửa UR-100N. Hiện có 50 tên lửa loại này đang hoạt động, giảm 2/3 so với giai đoạn đầu khi Liên Xô tan rã. Dòng tên lửa đang từng bước kế thừa nhiệm vụ từ UR-100N là RS-24 JAS, mã định danh của NATO là SS-29. Kết luận lại, chúng ta có thể thấy, dù có đồng minh hỗ trợ thì Ukraine cũng khó mà thắng Nga. Mỹ, NATO, Liên minh châu Âu, EU đồng loạt đứng về phía Ukraine trong những căng thẳng mới nhất này. Tuy nhiên, vì Ukraine không phải là thành viên NATO, nên liên quân này không có nghĩa vụ bảo vệ Ukraine trong trường hợp nước này có chiến tranh với nước khác. Điều đó đồng nghĩa Ukraine sẽ phải tự mình đối mặt với Nga. Mà theo các chuyên gia, dù NATO có can thiệp, các thiếu sót trong tổ chức và chiến lược có thể sẽ khiến liên minh chịu nhiều mất mát lớn khi đối mặt với Nga. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đi so sánh sức mạnh quân sự của Nga và Ukraine, một cán cân nghiêng hẳn về phía Nga, đúng không các bạn? Video của chúng tôi hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Mọi ý kiến đóng góp xây dựng kênh, các bạn vui lòng bình luận bên dưới video để chúng ta cùng thảo luận. Chúng tôi luôn mong muốn nhận được những góp ý chân thành của các bạn để kênh ngày một hoàn thiện hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của khán giả. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.